chúng ta sẽ học tiếp bài chia số có 4 chữ số cho số có 1 chữ số. Tiếp theo trang 118. Ta có ví dụ 9365 chia 3. Ta lấy 9 chia 3 được 3. 3 x 3 bằng 9, 9 x 9 bằng 0, hạ 3. 3 chia 3 được 1. 1 x 3 bằng 3. 3 x 3 bằng 0, hạ 6. 6 chia 3 được 2. 2 x 3 bằng 6. 6 x 6 bằng 0, hạ 5. 5 chia 3 được 1. 1 x 3 bằng 3. 5 x 3 bằng 2. Như vậy phép tính này là phép tính có dư và số dư ở đây là 2. Như vậy 9365 chia 3 sẽ bằng 3121 và dư 2. Dư 2 ta sẽ viết trong ngoặc. Ý B. 2249 chia 4. Ta cũng chia lần lượt từ trái sang phải. Ta thấy 2 không chia được 4, ta phải lấy cả 22 chia 4. 22 chia 4 được 5. 5 x 4 bằng 20, 22 trừ 20 bằng 2. Hạ 4 được 24. 24 chia 4 được 6. 6 x 4 bằng 24, 24 trừ 24 bằng 0. Hạ 9. 9 chia 4 được 2. 2 x 4 bằng 8, 9 trừ 8 bằng 1. Viết 1 ở đây. Vậy ở đây là dư 1, vậy phép tính này cũng là phép tính chia có dư và số dư là 1. Như vậy 2249 chia 4 sẽ bằng 562 và dư 1. Cái dư 1 ta viết trong ngoặc. Chúng ta sẽ làm bài số 1, trang 118. Bài 1 tính. A. 2469 chia 2. Hai chia 2 được 1. 1 x 2 bằng 2, 2 trừ 2 bằng 0. Hạ 4 được. 4 chia 2 được 2. 2 x 2 bằng 4, 4 trừ 4 bằng 0. Hạ 6. 6 chia 2 được 3. 3 x 2 bằng 6, 6 trừ 6 bằng 0. Hạ 9. 9 chia 2 được 4. 4 x 2 bằng 8, 9 trừ 8 bằng 1. Như vậy phép chia này 2469 chia 2 sẽ bằng 1234 và dư 1. Phép tính thứ 2. 6487 chia 3. Sáu chia ba được 2, viết 2. 2 x 3 bằng 6, 6 trừ 6 bằng 0. Hạ 4. 4 chia 3 được 1. 1 x 3 bằng 3, 4 trừ 3 bằng 1. Hạ 8 được 18. 18 chia 3 được 6. 6 x 3 bằng 18, 18 trừ 18 bằng 0. Hạ 7. 7 chia 3 được 2. 2 x 3 bằng 6, 7 trừ 6 bằng 1. Như vậy 6487 chia 3 bằng 2162 và dư 1. Phép tính cuối cùng. 4159 chia 5. Lấy 41 chia 5 được 8. 8 x 5 bằng 40, 41 trừ 40 bằng 1. Ta viết thẳng với 1. Hạ 5 được 15. 15 chia 5 được 3. 3 x 5 bằng 15, 15 trừ 15 bằng 0. Ta viết không thẳng số 5. Hạ 9. 9 chia 5 được 1. 1 x 5 bằng 5, 9 trừ 5 bằng 4. Như vậy ta thấy số dư đây là 4. Và ta luôn luôn chú ý ở trong phép chia có dư, số dư luôn bé hơn số chia. Ta thấy là 3 cái ví dụ này, 3 cái phép tính này, số dư luôn bé hơn số chia. 1 bé hơn 2, 7, 1 bé hơn 3, 4 bé hơn 5, đúng không? Vậy ta có 4159 chia 5 sẽ bằng 831 dư 4. Và cái số dư lớn nhất là cái số dư nhỏ hơn cái số chia 1 đơn vị. Vậy dư 4 ở đây chính là số dư lớn nhất. Đấy. Chúng ta sẽ làm bài số 2. Người ta lắp bánh xe vào ô tô, mỗi ô tô cần phải lắp 4 bánh xe.
Hỏi có 1.250 bánh xe thì lắp được nhiều nhất bao nhiêu ô tô như thế và còn thừa mấy bánh xe? Chúng ta sẽ làm thử phép chia thôi. Khi mà nó dư ra thì chính là số bánh xe dư, thừa số bánh xe. Số dư này nó sẽ luôn nó bé hơn 4, bởi vì 4 bánh xe thì nó sẽ lắp được một ô tô rồi. Vậy thì số dư này nó sẽ có thể là 3, là 2, là 1, đúng không? Ta sẽ làm bài giải. Trả lời. 1.250 bánh xe. Lắp được 'nhiều nhất số ô tô và còn thừa số bánh xe là. Ta lấy 1.250 chia cho 4 bằng 12 chia 4 được 3. 3 x 4 bằng 12, 12 trừ 12 bằng 0. Hạ 5. 5 chia 4 được 1, 1 x 4 bằng 4, 5 trừ 4 bằng 1. Hạ 0. 10 chia 4 được 2. 2 x 4 bằng 8. 10 chia 8 được 2. Vậy là bằng 312 và dư 2. Vậy thì ta sẽ trả lời. Lắp được ít nhiều nhất là 312 xe và dư 2 cái bánh. Dư 2 đây chính là dư 2 bánh xe. Vì 4 cái bánh xe mới đủ lắp một xe nên đây chỉ có 2 cái bánh, vậy nó sẽ dư ra 2 cái. Trả lời. Vậy 1.250 bánh xe lắp được nhiều nhất 312 ô tô và còn thừa 2 bánh xe. Bài 3 là cho 8 hình tam giác và xếp thành hình. Chúng ta sẽ tự xếp cái này.